Xin chào anh em đã đến với kênh Vinthành Audio. Trong video ngày hôm nay xin giới thiệu với mọi người về chiếc amply đa kênh của hãng Yamaha, model của nó là DSB-A1. Đây là một trong những dòng amply huyền thoại và một trong những thế hệ đầu tiên được trang bị bộ dây mã đa kênh DTS. Toàn bộ mặt trước được thiết kế là mặt phay nhôm và vằn chanh, trải qua rất là nhiều năm nhưng anh em sẽ thấy là nó còn rất là đẹp và rất là sáng. Và đối với cái dòng Yamaha A1 này thì nó được trang bị hai cái mác gỗ hai bên mang phong cách cổ điển và rất là sang trọng nha anh em. Với cái dòng này thì nó sẽ có thiết kế sang trọng với cái âm mạnh mẽ và đã được hãng đầu tư rất là kỹ lưỡng. Và đối với cái dòng Yamaha A1 này thì đã được anh em audio rất là yêu thích và cho mãi đến tận bây giờ thì cũng có rất là nhiều anh em săn lùng và yêu thích về cái model này. Và đối với chiếc amply này thì đây là hàng đấu giá nội địa Nhật về trong tình trạng là đẹp long lanh và là một trong những dòng amply khủng long của hãng với thiết kế công suất lên tới là 370W và trọng lượng của nó là cực khủng là 25kg. Hai bên ốp hai cái má gỗ sơn bóng piano rất là đẹp nha. Và về mặt trước thì nó sẽ có thiết kế là một cái nấm volume lớn kế là bằng kim loại và một cái nấm chỉnh ngó vào. Và ở phía dưới này thì là một cái nắp cốp chứa đựng những cái nút điều chỉnh bên trong. Đối với cái dòng Yamaha A1 này thì nó sẽ cho phép chúng ta chỉnh bass chép cơ như là những cái dòng amply stereo hay kênh và chỉnh ba lăng, nút tăng cường bass. Với cái dòng A1 thì nó vẫn có kết nối cổng quang, anh em có thể chơi nhạc từ Smart TV rất là tiện lợi. Và ngoài ra nó vẫn cho chúng ta cổng kết nối analog để ta có thể nghe nhạc từ đầu đĩa. Và ngoài ra với cái dòng Yamaha A1 thì nó sẽ có thiết kế là cái cầu chữ U. Ta có thể sử dụng chiếc amply này để làm gia mã DAC cũng như là một cái main in với cái cổng cầu chữ U phía sau. Thì ta có thể rút cái cầu chữ U này ra để ghép nối trung gian qua một cái thiết bị như là lọc xì hoặc là vang số. Vang số để karaoke thì ta có thể sử dụng chiếc amply Yamaha A1 sử dụng làm hai chức năng gia mã DAC và main in rất là tiện lợi và rất là hay. Với cái dòng A1 này thì đã được hãng đầu tư rất là kỹ lưỡng thì nó sẽ cho chúng ta một cái chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời, độ tinh khiết cao với một cái thiết kế rất là đẹp mắt. Và nó đã trở nên một cái dòng rất là huyền thoại và được anh em audio rất là yêu thích và săn lùng sở hữu về chiếc dòng amply Yamaha A1 huyền thoại này. Về cái kích thước chiều ngang của nó là lên tới là 473mm. Và chiều cao là 190mm. Những cái dòng amply thông thường thì nó chỉ cao tầm khoảng là 170. Nhưng với con này thì nó sẽ cao to khủng luôn, 190. Và chiều sâu là 473mm. Trọng lượng cực khủng là 25kg. Và sau đây thì em sẽ test một đoạn thanh để em thưởng thức về chất âm của chiếc amply Yamaha DSB A1 huyền thoại.
Dòng này thì nó sẽ có thiết kế là chỉnh bass chép cơ nên chất âm của nó rất hay anh em. Và đối với cái chiếc âm đi Yamaha A1 này, thiết kế màu vàng chanh thì nó về trong tình trạng đẹp long lanh và nó đã kèm luôn một cái khiển zin theo máy luôn nha anh em. Đối với cái dòng Yamaha A1 này thì rất là hiếm khi nào có về khiển zin nha. Và nó sẽ rất là giá trị khi mà kèm cái khiển zin này. Đây là cảnh mặt trước của máy nha anh em, phay nhôm màu vàng chanh đẹp long lanh luôn nha. Không một vết chày luôn anh em. Màn hình sáng rõ luôn nha. Đây là cái ốp gỗ ở bên nha, bên tay phải. Đẹp hết nha anh em. Đây là cái khiển zin theo máy luôn nha. Cái dòng này thì rất là hiếm về có khiển anh em. Đối với khiển Yamaha A1 đây thì cái model của nó là RAV160 anh em. Nó sẽ khác với cái dòng A2 là 180 nha. Gỗ ở bên tay trái nha. Kết nối phía sau toàn bộ sắt cắm là mạ vàng hết nha. Cổng CD, cổng analog và đây là cổng quang, cổng DVD, cổng men là chính nha. Những cái loa hiệu ứng. Đây là cái RE và main in nha. Anh em muốn sử dụng nó để làm hai chức năng RE dây mã DAC và cái main in thì ta sẽ rút cái cầu chữ U này ra và lắp ghép vào một cái thiết bị trung gian hay là lập xì hoặc là van số nha. Dòng này thì công suất khỏe 150W một kênh, anh em có thể phối ghép để chơi karaoke tốt luôn nha. Yamaha DSP A1 điện áp 100V và công suất là 370W. Bên trong chiếc Yamaha DSP A1 huyền thoại, cấu hình rất là khủng anh em, biến thế nguồn cực to. Chiếc âm ly nặng là 25kg, riêng cái phần nguồn là 8,5kg. Hai tổ lọc nguồn to khủng, dung lượng lên tới là 72.000 microfarad nằm ở phía dưới. Cấu hình rất là khủng. Phần ở giữa thì được thiết kế là hai tấm nhôm tản nhiệt, sử dụng là 10 sò. Sò cực lớn nha anh em. Công suất là 150W một kênh. Size to khủng nha, to bằng ngón tay cái luôn. Thiết kế rất là tinh tế nha anh em. Ở phần bên tay phải chiếc đi là phần dây mã DAC được lắp đặt trong một cái hộp chống nhiễu. Phần bên tay trái đó là phần nguồn. Cách ngăn riêng biệt nha. Với chiếc Yamaha DSP A1 trong tình trạng đẹp long lanh, công suất là 370W, hỗ trợ kết nối cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng từ Smart TV rất là tiện lợi. Và ngoài ra với cái cổng RE-out và main in thì ta có thể sử dụng chiếc đi này để làm hai chức năng. Chức năng để làm giải mã DAC rời qua một cái thiết bị trung gian. Và sau đó thì ta có thể sử dụng nó để làm main in, để chơi karaoke cũng như là ghép nối với cái lọc xì rất là tiện lợi. Và với chiếc âm đi Yamaha DSP A1 trong tình trạng đẹp long lanh thì em sẽ bán với giá là 5.600.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ với số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.